Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh TNJ. Thì hôm nay Thư sẽ nấu cái món mac and cheese này nè cho gia đình nó ăn. Cái này rất là nhanh gọn luôn các bạn, không có tốn công nhiều. Họ nấu như vậy nè, mình chỉ pha chế lại một chút xíu cho nó ngon đậm đà cho mấy bé dễ ăn thôi. Các bạn theo dõi Thư nha. Thì để Thư mở ra cho các bạn coi ở phía trong là cái gì nha. Ủa, mở cái lọn đầu không thật kỳ. Nó có cái chỗ open mà tại vì Thư lười Thư xé vậy cho nó nhanh nè các bạn. Nè, các bạn thấy ở trong phía trong này á, nó có làm sẵn một cái gói này là cái gói chi để một hồi mình trộn vô nè. Và đây là cái này giống như bên Việt Nam mình gọi như gì ta? Như con nuôi vậy đó các bạn, thấy không? Khi mà nước sôi á thì các bạn bỏ cái này vô nha, Thư đang nấu nước sôi bên kia. Thì các bạn thấy ở bên này nè. Nè các bạn thấy bên đây không? Họ có chỉ cách nấu nè, nhưng mà Thư không có dùng theo cách này nha các bạn. Tại vì á, họ chỉ đây á, là nấu từ 7 tới 8 phút, luộc 7 tới 8 phút. Nhưng mà nếu mà bạn các bạn luộc như vậy á, nó sẽ làm cho nó mềm đi chút xíu á, tại vì Thư nấu sữa sao nữa. Thư bỏ cái này vô, Thư muốn cho nó sốt vô nó ăn nó ngon hơn, cho nên Thư chỉ nấu khoảng 5 phút. Khi các bạn luộc cái này khoảng 5 phút thì các bạn đổ ra bên cái rổ và các bạn nấu sữa để Thư làm cho các bạn coi nha. Nè, Thư đổ vô, các bạn đổ rưới rưới ra cho nó đều, đừng có để cho nó gom lại cái nó dính cục lại, thấy không? Đó, các bạn đổ ra như vậy. Xong rồi á, các bạn quậy đều lên nha. Các bạn quậy đều lên, các bạn để cỡ chừng 5-6 phút là ok rồi nha, đừng để lâu quá. Canh đồng hồ nhé, canh đồng hồ nha các bạn, để nó nhiều quá nó nở ra không có ngon nữa đâu. Nè các bạn, Thư nấu đúng 6 phút nha, mình để đồng hồ mình canh nha các bạn. Thì mình đổ ra một cái rổ như vậy nè. Các bạn đừng có bỏ nước lạnh nước gì vô nha, coi chừng nó bỏ nước lạnh vô nó sẽ bị như bị nhừ không ngon nha các bạn. Nè, sau khi đó thì các bạn lấy cái son đó, các bạn đổ sữa vô nha. Tùy theo người, có người thì bỏ sữa luôn, hết luôn. Có người thì họ dùng chicken broth đó, là cái nước cốt gà đó, phân nửa với một phân nửa sữa. Thư thì Thư thích dùng cái sữa hơn cho gia đình. Rồi các bạn bắt lửa lên nha các bạn. Bắt hơi hơi thôi, các bạn nhớ là cái sữa này nó sôi lên nó sẽ bung nó trào ra, cho nên mình canh nó cẩn thận. Tại Thư thích dùng sữa cho gia đình nhiều, tại vì cái sữa nó tốt các bạn, nó uống cho nó đủ cái chất calcium á, cho nó cao á, cho nên Thư dùng nhiều sữa cho gia đình. Thì khi mà các bạn bắt nước, bắt lửa lên, các bạn nhớ bỏ cái gói chi này nha các bạn. Cái này là cái chi bột nè. Đó, các bạn bỏ vô. Các bạn quậy đều lên nha. Quậy lên, quậy lên. Thì người ta nói là một cái bịch đó là đủ cho một cái phần mac and cheese này rồi các bạn. Nó các bạn nó dính cục rồi thấy không? Mình quậy cho nó đều lên. Nhưng mà mình muốn cho cái mac and cheese nó đầy đủ chất bổ cho bé đó, mình bỏ thêm nè, Thư bỏ thêm các bạn cái loại chi này nè các bạn. Nè, chi miếng này nè. Thư bỏ thêm vài lát chi miếng nữa. Tùy thì các bạn muốn bỏ bao nhiêu, Thư thì Thư bỏ thường thường là khoảng 3 lát chi này nha các bạn. Nè. Thư mua cái loại này nè. Nè các bạn, thường thường Thư mua cái loại này nè. Trong đây nó có nguyên một cái sẵn vậy nè. Hồi lúc trước Thư mua cái loại mà nó để riêng ra từng cái miếng bao lông á, nhưng mà nấu cái này nè, mình mua cái này cho nó đỡ hao. Hoặc là các bạn mua loại này cũng được đó nè. Cái loại mà họ để nguyên trong cái ấy nè, mỗi mỗi cái lát ấy họ làm riêng ra nè. Có bao ni lông này nọ nè các bạn. Còn cái này á thì nó để nguyên một sắp vậy là mình dở nó ra, nó không có bao ni lông gì hết á.
Nè các bạn thấy không, nó sôi lên nè. Thư bỏ thêm một cái lá chia trắng này vô nữa cho nó ngon nha các bạn. Xong rồi khi mà nước nó sôi lên vậy nè, các bạn canh nước nha. Tại vì nếu mà không canh á, nó sẽ các bạn bỏ hết vô trong này. Cái này nó dễ sôi lắm nha các bạn, nó dễ sôi, nó dễ bung lắm, cho nên mình chịu khó mình canh lửa nó chút xíu. Thôi để lửa riu riu thôi, bao nhiêu lần Thư bị nó chảy ra ngoài á, nó phùng cái bọt lên á, nó tràn ra ngoài chùi cái bếp muốn chết luôn. Thấy không, khi mà các bạn đỏ như vậy nè, các bạn thấy nó còn nước nhiều không? Không sao hết á, một hồi cái mình nấu á, cái con nuôi này nè, nó sốt vô cái chi này nè, nó làm cái chi này nó ngon, cái con nuôi nó ngon hơn nha các bạn. Mà các bạn đừng có nấu đặc quá, nấu mà nó còn vừa hơi lỏng lỏng là các bạn tắt nước được rồi. Tại vì một hồi khi mà tắt á, nó đặc nó lại nữa là nó sẽ khô nha. Cho nên mình nấu hơi ướt chút xíu thì khi mà nó đặc lại thì nó ngon hơn nha các bạn. Này các bạn thấy không, nó cỡ mà nó sệt sệt cả vậy nè, là các bạn tắt được rồi nha. Các bạn đừng có để cho nó khô quá. Nếu mà mình thấy mà bây giờ mà nó ướt á, một hồi mà nó rút trở lại á, nó nở ra là vừa. Còn nếu mà mình để cho nó khô quá chút xíu á, khi mà nguội rồi á, nó thấm vô á, nó bị nhão ra các bạn, nó bị khô, nó không còn ngon nữa. Cỡ vậy là được rồi nha các bạn. Này các bạn, Thư mới vừa quay qua để Thư làm cái chén chè của Thư, là bên đây Thư định quay chung với nó mà nó ăn hết nửa chén nè các bạn. Còn cái này là cái Thư làm cái chè của Thư nè. Thư làm cái này là xương sa xương sáo nè ha. Cái này Thư làm chung với đậu nè các bạn. Còn cái này là rau câu nè, với lại mít. Thư làm đơn giản bữa nay thôi, Thư không, cái này là sữa nha các bạn. Thư không có làm trái cây, thường thường có làm trái cây nhưng mà bữa nay tự nhiên Thư không thích ăn ngọt, cho nên Thư làm cái này nó lạt lạt dễ ăn, rất là ngon luôn á. Các bạn để trong lạnh, một là các bạn để lạnh, hai là các bạn bỏ thêm miếng nước đá vô trong đó cho nó lạnh lạnh, ăn mùa hè này ăn là ngon lắm á. Nè của nó ăn hết nửa chén kêu nó xin chân ấy, lấy lại chút xíu để quay video á. Thư mới vừa quay qua, Thư múc cái chén đó Thư để trên bàn cho nó nguội phải không, là Thư quay lại Thư làm cái chén chè của Thư á, là nó quay lại nó ăn hết nửa chén rồi các bạn, khỏi cần đút, khỏi cần lao nấu gì hết á. Chào chào đi chân, cái gì chào cô chú đi. Hello Rồi, cái bán chút xíu về quá. Nó lớn lên, nó lớn lên cô chú nghe. Ơi à, nó tào lao quá. Xin mời các bạn nha. Cái đậu này nè các bạn. Các bạn nấu vô một chút xíu đường cho nó ngọt ngọt á, nó ăn rất là ngon. Tôi thích ăn đậu này dễ sợ luôn á. Với lại cái mít nó thơm. Giờ đang đua không vậy? Em đu cái này ăn nhanh hơn nè, mẹ speed này nha. Làm như kiểu chè Thái các bạn, nhưng mà thường á thì Thư để trái cây, Thư để tất cả những loại trái cây vô, Thư mix lại giống như là lâm chôm, dải, rồi cái trái thốt nốt các bạn. Thư để làm cái đó vô ăn ngon. Nhưng mà tự nhiên mới vào tuần rồi cái ở nhà Thư nhỏ em nó làm nó cho, cái bữa nay tự nhiên Thư ngán cái cây nó ngọt ngọt á, cho nên Thư lấy mít này nè, mít này mít tươi luôn á các bạn. Thư làm đơn giản thôi. Hôm qua mua được miếng mít ngon quá, rất ngon luôn. Nó ngọt mà nó ít sơ mà nó ngọt các bạn. Nó ngọt mà mình giống như mình tưởng tượng mình nó bơm đường vô vậy. Nó mình chi? Ăn đi, ăn nhanh đi, ăn đi. Nè con ăn đi, con ăn chào chú nè.
cheese. Cô chú nhìn kìa. Could you play skin mac and cheese? Hả cô chú ơi? Cô chú ơi, ai cô chú ơi, chị Đình đang ăn nè. Chị đang ăn nè. Em ăn cái skin mac and cheese. Cô nói tiếng Việt đi, đừng nói tiếng Anh. Tiếng Anh cô chú không hiểu đâu. Cô chú nói là nói cô chú ơi, con ăn ngon quá. Cô ăn ngon quá. Ăn ngon phí. Các bạn chị kêu cho bạn puppy. Oh, that's not nice. Chị kêu cho bạn space. Thì hôm qua thì đi chợ thì mua được một cái mắt mà mình về mình thấy thời nó ngon, mình nói thiệt cái mình mua phải biết mua hai trái về chia cho người này miếng kia miếng ăn, nó ngon các bạn, nó ngọt mà nó thơm mà nó không có sơ nhiều nữa. Với lại tôi mua được nè chuối xứ mình á, ui tỏi luôn á. Ừ, đi con. Có người hỏi Thư á, bảo Thư ăn Thư cầm tay tay trái hả? Không phải. Tay này là tay phải của Thư nè, còn tay tay trái nè, tại vì Thư chiếu cái màn ảnh trước á cho nên nó quay ngược lại, cho nên các bạn tưởng Thư dùng tay trái nhưng mà không phải, tay trái đây này nè các bạn. Ngon. Đây, ngon con. Con đừng có ăn dữ vậy, ăn vừa vừa thôi, con bỏ nhiều quá con nuốt không được à, nó mắc nghẹn à. Con chú cười kìa. Cô chú nói chuyện là so funny. Why you eat like that so funny? Các bạn thấy không? Cái đậu á các bạn làm bỏ đường các bạn như là sơn nó lại các bạn, sơn như nó ngọt ngọt giống như mứt vậy nhỉ. Làm rất là ngon luôn á. Mà đừng có bỏ đường nhiều quá. Thư chỉ bỏ đường vô cái đó phải không? Xương xa xương xáo thì là không có đường nè. Cái này á thì chỉ làm nó ngọt ngọt hơi hơi lợ thôi, cái rau câu các bạn. Chỉ có cái đậu là nó hơi ngọt thôi. Xong rồi thì dùng sữa tươi. Sữa tươi với lại cái nước là nước cốt các bạn, Thư thắng á. Thắng nước cốt á. Cô chú nói cho mình ăn sao không ăn sao không có không ngoan gì cả. What it is so fast. Ăn nhanh thế chứ cô chú coi kìa. Cô chú nói cho mình ăn lâu quá vậy. Nó đang theo chú đang nghe nhanh rồi không? Wow, ăn nhanh dữ vậy ta. No, mẹ ăn nhanh mà. No, mommy eat too fast. Các bạn thấy không? Thì làm cái đó đó cho gia đình ăn rất là nhanh, nó thích ăn lắm các bạn. Chắc nó thích ăn chi này nọ rồi đó, mà không tốn thời gian mà ăn bổ nữa, không có kiểu như mà mì gói đồ thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên làm cái này cho nó ăn nè. Các bạn thấy không? Cái mít nè. Ăn cái này mà thiếu mít là nó không ngon nữa các bạn. Chè Thái á, hồi đó giờ Thư ăn cũng nhiều vỏ chè nha. Chưa bao giờ mà Thư ăn cái chè Thái nào mà nó ngon mà ăn nhớ đời mà một lần Thư đi Thái Lan. Cái chỗ này không phải là cái chỗ mà sang trọng gì đâu các bạn. Thư đi ra đi qua chợ trời tối chợ đêm á,
cái chợ trời nó bán mấy người mà chỗ mà quê quê họ ngồi họ bán các bạn, cái chỗ nhỏ xíu à mà nó ngon, mà nó ngon mà nhớ đời luôn các bạn. Nó làm cái vị gì nó thơm lắm, nó thơm cái mùi mít mà nó đúng là cái vị của chè Thái luôn đó các bạn. Mà bởi vậy ta nói á, tuy là cũng một cái nấu một cái gì đó mà các bạn cũng là một cái công thức đó, nhưng mà cái người này thì nấu ngon hơn người kia, nó có cái năng năng khiếu trong đó, nó có một cái bí quyết gì vậy các bạn không hiểu được. Thôi mời các bạn nha, thôi mời các bạn cái muỗng cuối cùng nha. Ngon quá, chè ăn xong chưa con? Quên mơ gỡ quá. Xin chào cô chú đi, con chào cô chú, quay lại nhìn ra ba cô chú nha. Con giỏi không? Con ngoan lắm nha. Đây nó lớn đàng hoàng lên nè. Nhìn mẹ nhìn 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 cô chú kìa. Con ngoan lắm. Ngoan dữ lắm, cười cho con chú coi coi, cười. Thư xin chào các bạn.